Người đàn ông này chính là bếp trưởng của một nhà hàng 5 sao. Các món ăn được tạo nên bởi bàn tay ma thuật của anh ấy, luôn có một hương vị và sức hút kỳ lạ. Chỉ bằng các nguyên liệu đơn giản dưới tay nghề điêu luyện của anh ta, đều sẽ trở thành các món ăn cao cấp. Nhưng một biến cố lớn đã xảy đến với anh, chả hiểu đào đâu ra một ông cạnh đánh giá ẩm thực dở hơi. Tới nhà hàng anh ăn và lại còn bóc phốt anh, khiến anh lâm vào cảnh thất nghiệp. Vậy cuộc đời anh sẽ đi về đâu, và anh sẽ phải đối diện với những vấn đề gì? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha! Casper là một đầu bếp nổi tiếng vừa mới ly hôn vợ, anh có một đứa con trai 10 tuổi. Mỗi tuần anh đều đón con trai đi xem phim, hưởng thụ thời gian hai cha con. Nhưng hôm nay anh chỉ có thể dẫn con trai tới chợ mua thức ăn, bởi vì tối nay có một nhà ẩm thực nổi tiếng muốn đến đánh giá tay nghề nấu ăn của anh. Nhà ẩm thực đó rất có sức ảnh hưởng, có rất nhiều người hâm mộ trên Twitter. Vì thế Casper đã tỉ mỉ lên một thực đơn hoàn toàn mới, muốn để nhà ẩm thực nếm thử thực lực của mình. Buổi tối Casper giới thiệu thực đơn mới với các đầu bếp, nhưng không ngờ ông chủ nhà hàng xuất hiện, ông phản đối dùng thực đơn mới. Ông nói rằng vẫn nên dùng thực đơn cũ đã 5 năm thì ổn hơn. Casper cố gắng tranh luận, nói rằng chúng ta nên đổi mới. Nhưng ông chủ là người cố chấp, nói rằng mình là ông chủ, mình quyết định. Casper bất đắc dĩ đành làm theo thực đơn cũ. Thứ tự là trứng cá muối trứng gà, sò điệp, súp hành kiểu Pháp, salad hoa cúc đắng, cơm risotto tôm hùm, thịt bò hầm, cuối cùng là bánh sô-cô-la. Sau khi tiễn tất cả khách đi, Casper lấy điện thoại ra đọc bài viết của các nhà ẩm thực vừa đăng lên. Nhà ẩm thực nói rằng, 10 năm trước may mắn được nếm thử món ăn của Casper trong quán ăn nhỏ ở Miami, mới mẻ táo bạo lại ăn ngon, mà hôm nay lại được thưởng thức tay nghề của Casper ở Los Angeles, nhưng không còn mới mẻ nữa, lại ngấy, thực sự không dám tâng bốc, vừa ăn một miếng thì tràn ngập mùi nghèo hèn, cuối cùng đánh giá 2 sao cho anh. Casper tương đối phiền muộn, cho rằng nhà ẩm thực quá hà khắc, còn nói rằng vốn nên làm thực đơn mới. Nữ quản đốc an ủi anh và nói rằng anh là đầu bếp giỏi nhất mà tôi từng gặp. Vì thế Casper đưa nữ quản đốc về nhà, thể hiện tài nấu nướng, tỉ mỉ làm một bát mì đầy ý vị tình yêu. Nữ quản đốc ăn một miếng cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngày hôm sau, đồng nghiệp và bếp phó bảo anh đừng để ý những bình luận kia, anh thấy rất kỳ lạ, vì thế bảo con trai lập cho mình một tài khoản Twitter. Sau đó, anh liền nhìn thấy những lời văn chế giễu mình của nhà ẩm thực bị mọi người đọc được, rất nhiều người hùa theo chế giễu anh. Anh nhất thời tức giận gửi tin nhắn cho nhà ẩm thực và nói rằng đồ ăn ngon thực sự đặt trước mặt anh cũng không biết. Ai ngờ anh không biết gửi tin nhắn riêng, gửi nhầm vào phần bình luận, lập tức hấp dẫn vô số người vào xem và trả lời. Hôm sau, con trai nói rằng sau một đêm anh đã có 2.000 người hâm mộ, còn nói nhà ẩm thực kia đã trả lời tin nhắn của anh. Người đó viết rằng, tôi thà rằng ngồi lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh, còn hơn là ăn chiếc bánh kem nham thạch dở tệ kia. Vì thế Casper tức giận đã công khai trả lời lại người đó, có giỏi thì tối nay anh đến đây, tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị món mới cho anh. Sau khi đưa ra lời thách thức, anh và đồng nghiệp nói với bếp phó rằng, chúng ta làm thực đơn mới mà lần trước chưa được làm. Nữ quản đốc hào hứng nói rằng, mọi người đều nhìn thấy lời thách thức của anh rồi, cho nên nhà hàng lập tức kín chỗ, không một vị trí trống. Nhưng nào ngờ ông chủ nhà hàng lại đến, vẫn bảo anh làm thực đơn cũ. Casper nói rằng ông bị điên sao, vì sao vẫn phải làm những món ăn bị phê bình chứ. Ông chủ nói rằng mọi người ăn món của anh đã 10 năm rồi, hiện tại anh muốn thay đổi, khách hàng sẽ rời đi. Casper nói rằng, hôm nay nhiều khách như vậy đều là tôi gửi lời thách thức trên Twitter nên họ mới đến. Ông chủ nói rằng đây là nhà hàng của tôi, hoặc anh làm, hoặc nghỉ làm. Vì thế Casper tức giận liền từ chức. Sau khi trở về nhà, anh làm lần lượt từng món ăn mới của mình, đáng tiếc không có ai thưởng thức, mà nhà ẩm thực đến nhà hàng phát hiện món ăn được mang lên vẫn là đồ ăn lần trước. Anh ta cảm thấy bị sỉ nhục, Anh ta không có tâm với món ăn của mình. Casper nhìn thấy bình luận thì chạy tới nhà hàng, tức giận nói với nhà ẩm thực rằng, anh chẳng làm gì cả, chỉ ăn vài ba miếng thì bắt đầu bóc phốt. Anh như này ép người quá rồi đó, anh biết đầu bếp chúng tôi vất vả nhường nào không? Anh chửi bới từng nhà phê bình ẩm thực. Rất nhiều video chửi bới của anh lan truyền trên mạng, lập tức trở nên hot. Nhưng kết quả khiến anh thất nghiệp, lại không có nhà hàng nào dám tuyển dụng anh. Anh từng hứa sẽ dẫn con trai đến New Orleans để ăn một món bayonet chính cống, bây giờ không đi được nữa rồi. Anh đành gọi điện xin lỗi con trai. Con trai vô cùng thất vọng, vợ anh thành công trong sự nghiệp không muốn nhìn thấy con trai thất vọng như vậy, cũng không muốn nhìn thấy chồng cũ sa đọa như vậy. Vì thế cô đề nghị Casper tới Miami một chuyến thăm cha cùng mình. Miami là nhà cũ của Casper và vợ cũ, cũng là nơi con trai sinh ra. Casper vốn không muốn đi, anh phải nhanh chóng tìm công việc. Vợ cũ nói rằng bình thường anh dành rất ít thời gian với con trai, thực sự con nó rất muốn ở cùng anh. Cuối cùng Casper đồng ý cùng tới Miami. Sau khi đến Miami, họ đến quán bar xem buổi biểu diễn của ông ngoại. Ba người bị cuốn hút theo sự nhiệt tình và nhảy theo nhạc. Lúc ăn cơm, cha vợ cũ người Cuba đưa họ đến nhà hàng Cuba dùng bữa. Miami có rất nhiều người Cuba. Casper liên tục nói bánh sandwich Cuba chính cống rất ngon. Vợ anh lại nói rằng không ngon bằng anh làm. Vì thế Casper nói rằng tôi mua luôn chiếc xe bán đồ ăn là ok. Vợ anh lập tức đồng ý, đây là mục đích cô đưa Casper đến Miami. Vì thế Casper đi tìm chồng cũ của vợ cũ. Casper nói rằng tôi nghe vợ cũ nói anh có thể cho tôi 2 chiếc xe bán đồ ăn. Chồng cũ của vợ cũ rộng rãi đáp rằng ngày mai tôi bảo người đưa đến cho anh. Kết quả khi chiếc xe bán đồ ăn được mang tới, quả thực không dám nhìn, vừa bừa bộn vừa bẩn, nhưng may mà chỉ bẩn thôi, xe vẫn còn tốt. Lúc này đồng nghiệp gọi điện
điện cho Casper, nghe nói anh đang sửa lại xe bán đồ ăn thì vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Casper và con trai rửa sạch xe bán đồ ăn. Casper không ngờ con trai có thể chịu khó như vậy. Hai cha con còn đi mua đồ dùng nhà bếp như nồi chiên và lò nướng. Thẻ tín dụng của Casper đã được quẹt rất nhiệt tình, nhưng lò nướng to như vậy không thể đẩy lên xe được. Đúng lúc này đồng nghiệp tới thăm. Sau khi anh ấy nói chuyện với Casper xong thì lập tức từ chức tới sân bay và bay tới Miami làm cùng Casper. Điều này khiến Casper rất cảm động. Đồng nghiệp là người Cuba, anh chàng chào hỏi nhóm công nhân Cuba bên cạnh và nhờ họ đưa lò nướng lên xe. Sau khi ba người lắp đặt và sắp xếp xong, cuối cùng hoàn thành được chiếc xe bán đồ ăn. Sau đó, Casper đưa con trai đến chợ mua đồ ăn. Đồng nghiệp ướp các loại gia vị thực phẩm trên xe. Sau khi món nướng thơm ngon ra lò, cả ba ăn đến không thể dừng lại nổi. Sau đó họ bắt đầu làm bánh sandwich Cuba, bánh mì thêm thịt nướng, thêm phô mai và kim chi, phết thêm mù tạt và bơ. Sau đó đặt vào lò nướng, nướng đến khi phô mai tan chảy, bánh mì vàng óng. Casper bảo con trai phụ trách nướng bánh mì. Thế là làm xong bánh sandwich Cuba nóng hổi. Ba người cắn một miếng, cảm thấy vô cùng ngon miệng. Đồng nghiệp gọi những công nhân Cuba vừa giúp đỡ tới, cho họ mỗi người một phần sandwich. Mọi người đều khen ngon, họ cảm thấy vô cùng hài lòng, cảm thấy mình tìm đúng quán ăn ngon rồi. Vì thế Casper quyết định ngày mai lái xe đến South Beach để nếm thử. Nếu hiệu quả tốt thì lái xe về Los Angeles để thể hiện tay nghề và dừng lại ở một vài thành phố trên dọc đường. Con trai không muốn ngồi máy bay với mẹ trở về Los Angeles. Cậu bé cũng muốn cùng Casper lái xe trở về Los Angeles. Casper vui vẻ đồng ý. Ngày hôm sau, đồng nghiệp lái xe đồ ăn đã phun sơn đến khách sạn đón Casper. Casper và con trai chào tạm biệt vợ cũ. Họ lái xe đến South Beach. Sau đó Casper viết một thực đơn. Đồng nghiệp đi tuyên truyền. Một lát sau rất nhiều người đã tụ tập tới. Ba người bắt đầu bận rộn làm sandwich Cuba, cơm gà Tây Ban Nha, khoai tây chiên. Mọi người thử món ngon Cuba chính cống thì khen không ngớt. Ngày càng nhiều người đến. Mọi người vừa ăn vừa đăng lên Twitter. Kết quả đã thu hút bảo vệ của South Beach đến. Casper đưa giấy phép kinh doanh ra. Bảo vệ nói rằng giấy phép đủ điều kiện nhưng các quầy hàng không được bày bán ở đây. Ông ấy đột nhiên hỏi Casper rằng có phải là đầu bếp đối đầu với nhà phê bình ẩm thực trên mạng không? Casper nói đúng vậy. Bảo vệ vội nói ông ấy và con trai đều là người hâm mộ của Casper, còn kéo Casper tới chụp rất nhiều ảnh. Sau đó, họ rời khỏi Miami, đi tới New Orleans. Con trai dùng Twitter của Casper để đăng bài viết. Cậu bé đăng những bức ảnh chụp các món ngon đang hot. Đi qua Disney, Casper muốn dẫn con trai đi chơi, nhưng con trai lại nói chúng ta đi thẳng đến New Orleans đi. Quả nhiên là một tay sành ăn, không thích chơi, thích ẩm thực. Sau khi tới New Orleans, họ lái xe dừng ở phố Pháp. Casper lập tức đưa con trai mình đi ăn bánh Baynet chính cống. Hai người cùng nhau thưởng thức món ngon, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau khi trở về, đồng nghiệp trách móc hai người đi lâu như vậy lại không nghe điện thoại. Kết quả đến bên kia xem, phía trước xe đã chật cứng khách xếp hàng. Hóa ra con trai đã đăng địa điểm lên Twitter. Casper khen ngợi con trai. Ba người lập tức bắt đầu bận rộn, khách hàng bên cạnh cổ vũ. Casper cảm thấy rất tự hào. Sau đó họ lại lái xe đến Austin, Texas và đến nhà hàng thịt nướng. Casper quen biết với ông chủ nhà hàng thịt nướng. Ông chủ đặc biệt để lại cho anh một vài tảng thịt nướng Texas chính cống, nướng một đêm với lửa riu riu. Thịt nướng được thái ra, hương thơm lan tỏa, ăn một miếng mùi thơm tràn ngập miệng. Họ quyết định dùng món thịt nướng này ăn kèm với bánh mì ngọt Hawaii và dưa chuột muối để làm món sandwich Austin đặc trưng của họ. Kết quả vừa mở cửa đã có một hàng dài xếp trước xe. Ba người bận rộn nhưng rất vui vẻ. Buổi tối Casper nói rằng kỳ nghỉ kết thúc thì phải học tập chăm chỉ, không được tới phụ cha nữa. Con trai muốn tới giúp đỡ vào cuối tuần nhưng Casper nói rằng không được. Đôi mắt con trai đỏ hoe, cậu rất muốn giúp đỡ cha mọi lúc. Sau khi trở về Los Angeles, con trai ôm chặt cha và không muốn chia tay. Anh trở về nơi ở của mình, anh xem video con trai gửi cho mình, ghi lại những chuyện vụn vặt mấy tuần nay của hai cha con. Hốc mắt của Casper ẩm ướt, anh lập tức gọi điện cho con trai và nói rằng xe đồ ăn của cha cần con có thể tới giúp cha phụ bếp sau giờ học và cuối tuần. Con trai hào hứng hét lên trong điện thoại, mỗi tối có rất đông khách ở trước xe đồ ăn của họ, vợ cũ và con trai đều tới phụ giúp. Mọi người hết lời khen ngợi khi nếm thử sandwich Cuba chính cống, quả nhiên chính cống mới được hoan nghênh nhất. Không ngờ rằng nhà phê bình ẩm thực cũng đến và muốn nói chuyện với Casper, nói rằng anh ta vừa nhờ người mua một chiếc bánh sandwich và cảm thấy rất ngon, còn nói những món ăn mình ăn lần trước quả thực là rác rưởi. Casper nói rằng chịu thôi, tôi không thể kiểm soát được thực đơn. Nhà phê bình ẩm thực nói rằng, nhưng món ăn bây giờ anh làm khiến tôi rất chấn động. Anh ta còn nói rằng bán trên website sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta muốn đầu tư cho Casper, nói rằng tôi đã mua một mảnh đất, anh muốn làm gì thì làm. Anh muốn nấu món ăn nào đều được, tôi không can thiệp vào. Anh ta nói rằng dựa vào danh tiếng của hai người, nhà hàng nhất định sẽ nổi tiếng. Anh bảo Casper đang ngơ ngác suy nghĩ kỹ càng. Nửa năm sau, nhà hàng Cuba của họ đã nổi tiếng khắp nơi. Con trai 10 tuổi vẫn hăng hái như trước tới phụ giúp nhà hàng. Còn Casper và vợ cũ cũng tái hôn. Mọi người ca hát nhảy múa vui vẻ với nhau. Đây chính là cuộc sống. Kết thúc bộ phim, trông có vẻ như bị dồn vào chân tường, nhưng thực tế là có hy vọng. Trông có vẻ lâm vào ngõ cụt, nhưng quay người lại thực ra là bắt đầu. Tình yêu chính là ăn rất nhiều món ngon với người yêu. Tập phim hôm nay đến đây thôi, đừng quên để lại một like và share để chào đón những bộ phim hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.